thường người là bạt ngàn cò bay thẳng cánh. Không, sức mạnh của chúng ta, của tốt đoàn lòng thương xót này là ở lời cầu nguyện. Mời chị em lặp lại, sức mạnh của chúng ta là ở lời cầu nguyện. Chúng ta cứ kiên trì cầu nguyện, dù mưa hay nắng vẫn cứ đến để mà cầu nguyện, dù chật hay rộng hẹp nóng bức vẫn kiên trì mà cầu nguyện. Mưa cũng cầu nguyện, nắng cũng cầu nguyện, nó cũng cầu nguyện, đói cũng cầu nguyện, khỏe cũng cầu nguyện, đau cũng cầu nguyện. Và đây kết quả của việc cầu nguyện. Mời con đi con chia sẻ cho mọi người cái kết quả của việc cầu nguyện nó như thế nào. Mời con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Mai Lê Thị Xuân, con là giáo sư Đức Phải ạ. Con xin thưa cha với cụ Hoàng là con rất tự nhiên rất nhiều ơn, nhưng mà con cách 3 năm là con bé là con nó bị tai nạn do cái xe bò ở chỗ chở con đi học không vào, nhưng đưa đến bệnh viện là bác sĩ bảo là không thể chữa được nữa, nằm trong phòng cấp cứu một tháng. Đấy là hôm con đi đấy là thở vất vả không nhỉ, thở vất vả ở bệnh viện như đổ hai đấy, thì con cầu nguyện thì lúc ra nó bốc được cái thiếu của ông tuồng đấy, thì con bố con dâu con mặc cho con này là xin và đặt là con bố con mặc cho con nghe này là con nhớ là quên rồi nhớ là quên hết rồi thương thấy có lòng tan nát ta sẽ bong bón cái thương mà chữa lành. Thế là về hai ngày là con tỉnh, thì thứ ba ngày là bác sĩ cho xuất viện, thì là cháu bác sĩ bảo là cháu bây giờ là bị bệnh suốt đời chứ không tính được, chứ không tính mãi được. Thế là về hai tuần sau là cháu đi học, một tháng sau rồi tái khám để bác sĩ bổ thấy nó hoàn thiện. Về bác sĩ bổ mời tất cả các bệnh bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 đến, thì là gọi nhà báo mà đến là một kỳ tích của bệnh viện Nhi Đồng 2. Còn là cách đây tôi thấy rằng họ muốn nhận kỳ tích của họ thì kệ họ, nhưng mà mình biết chắc đó là bàn tay của Chúa, là do lời cầu nguyện. Một căn bệnh, một tai nạn mà nghĩ là nếu có khỏi thì cũng sống đời sống thực vật suốt đời, nhưng mà chỉ một tháng sau đã khỏi và ba tháng sau đã đi học, để cho thế gian nhất là đó là kỳ tích của thế gian. Nhưng do lòng tin thì ta biết chắc là mọi sự đều là do bàn tay của Chúa mà thôi. Còn việc kết quả của lời cầu nguyện lần thứ hai đó là gì, con chia sẻ cho mọi người. Lạy cha, nó là cách đi. Lạy cha, đúng không? Lạy ai? Lạy Chúa, cha, không có lạy đêm gì mà phải lạy ông cả. Không ai được phép lạy ông cha nào nhớ. Nhớ. Ông cha cũng là người như mình, cũng là người phàm, cũng có khi tội lỗi, có khi yếu đuối, có khi bị bê bối hơn mình, mà mình lại là thế nào? Hơi chị em, chúng ta không có lạy ai hết. Chúng nói các người chỉ thờ lạy một mình Thiên Chúa và một mình Ngài mà thôi, không có lạy ai hết nào tiếp. Thưa cha là cách đi. Hả? Thưa cha là có sự thay đổi. Là tháng một tháng năm thằng con trai con nghĩa là nó chở con bạn đi về cùng năm trên dưới của xã để khi mà công an. Thế là lúc còn 12 giờ trưa cháu ăn cơm xong cháu vào phòng, thì lúc 1 giờ mà thằng con trai con điện về: mẹ ơi, thằng cu nó tôm vào, ta chết người rồi. Thế là con điện cho các chú nó xuống này, bố cháu với lại thằng con rể con anh rể nó với chú nó lên lên đấy, thì là cháu về lúc 4 giờ cháu về cũng không sao đấy, mà kêu công bà nó chết. Còn bạn ngồi sau này thì là bác sĩ hết thẳng ra loại mắt ra, là thế là cháu không chảy ra, cháu phải cháu uống lan tay ra cái xe, thì cháu không ngửi ngang tay thì đỡ cháu lại, mà không cháu đứng chia xe thứ hai chứ nhìn trước thì chính máu mia của thằng bạn chảy ra. Mà thật đúng, về xóm thì mọi người chỉ có thần thánh đỡ thôi,
như vậy không thể xuất tôm xe mà không thể ra lúc đấy thì con nghĩ là chỉ có ơn Chúa thôi, thì Chúa chỉ giữ cháu mà Chúa nhận lời là con cầu nguyện đêm nay thì con tin thác vào lòng thương xót mà đến đây thế này thì là con có một đứa em. Con cầu nguyện đêm này đó là điều mà Chúa muốn để mà khi Chúa đến còn tin hay không, để khi Chúa bảo này con cầu nguyện mấy tháng rồi thưa cha, 5 tháng thưa Chúa, 10 năm thưa Chúa, 15 năm Chúa đến bất cứ lúc nào con vẫn lạy Chúa Giêsu đấy, lòng tin vẫn còn đấy. Ta cho tặng cho con một cái máy nằm trong này là lòng chưa thương xót để về con tặng cho thằng con trai của con, thằng mà được Chúa cứu nha, rồi cho đứa con gái của con cũng được Chúa cứu, hai anh em nó nghe để mà cảm nhận lòng thương xót của Chúa nha. Để cho người khác đi con. Rồi mời con, anh chị nhớ đi bấm gọn thôi.